Sau khi mà chúng ta đã hiệu chỉnh cái drawing này thì mọi người vào đây, mọi người sẽ thấy ở đây nó sẽ có cái phần là bắt đầu. Với là tính bắt đầu từ đâu, giống như kiểu là begin hay là kết thúc. Là chúng ta sẽ lấy cái bao nhiêu là dồn từ điểm nào đến điểm nào ấy. Nó giống như kiểu cái y hệt như kiểu cái vách kính ấy. Mọi người hiểu không nhỉ? Nó giống y hệt như vách kính. Nó có phần lựa chọn ở đây. Nhưng mà ở đây nó có phần là Spell pattern to fit có nghĩa là gì? Nó có một cái là tự động chia đều. Nó hơn cái của thằng curtain wall là cái này nó tự động chia đều cái pattern đi. Mọi người hiểu ý tôi nhỉ? Trong cái khoảng của nó. Nhưng mà nếu mà để làm triển khai chi tiết mà bổ nó đúng kỹ thuật đấy thì mấy ít khi người ta sẽ dùng cái công cụ đấy. Đúng không? Nó là center. Là người ta sẽ dùng từ giữa ra như thế này. Bao nhiêu dồn về hai bên đấy, mọi người ý tôi nhỉ? Đó, ví dụ như vậy. Còn ở đây các bạn sẽ thấy đây nó sẽ có phần là user paper treats on stair, có nghĩa là gì, là trong một cái thang ấy dùng cái lan can đấy như thế nào. Ví dụ như các bạn chọn ở đây. Đây là một cái lan can mà mình vừa bố trí vào đây đúng không? Thì các bạn sẽ thấy đây là nó sẽ là hai thanh này trên một bậc. Nhưng mà trong Revit này nó có thể chỉnh riêng cho một cái phần đấy, nó là chỉ là một thanh thôi trên một bậc. Nó vẫn là lan can RL1. Và ở đây nó vẫn như này, nó chỉnh riêng cho phần thang ấy. Không hiểu ý tôi không nhỉ? Một thanh cho một bậc, hoặc là các bạn muốn mấy thanh cho một bậc. Thì bạn chọn đây này. Và các bạn có thể chọn ở đây là loại nào, ví dụ như tôi cho cái lập là này. Ok, như này, mọi người hiểu ý tôi nhỉ? Mà tất cả cái này nó vẫn giữ nguyên, cái này nó chỉ chỉnh cho cái phần gì thôi, phần lan can của thang thôi. Có nghĩa là cái này khi bạn tích vào đây ấy, là dùng khi mà cái baluster này là dành cho cái gì, dành cho thang. Mọi người hiểu ý tôi nhỉ? Rồi, ok. Rồi. Thì tiếp tục ở đây nó sẽ có hai thanh nữa, là ở hai thanh ở đầu này, điểm đầu và điểm cuối, nó là cái điểm post. Thì mình có thể load family này, load family các bạn vào reo link thì đây nó có phần baluster này, nó còn baluster này, reo link baluster này. Thì baluster đây nó có dạng post là gì, post lee will nha. Click đúp đây, load family. Bây giờ tôi muốn thay thế hai cái thanh ở hai đầu này. Thì bạn sẽ chọn đây. Thì bạn sẽ thấy là thanh đây là thấy thanh starport, là thanh bắt đầu xuất phát. Đây, tôi chọn là new view này. Cuối đây là new view. Ok. Mọi người sẽ thấy có thấy hai thanh trụ đây không? Đúng không? Vì hai thanh này kích thước khác nhau mà. Đây này, một cái thằng 6.6 là to hơn đúng không? Thì ở đây nó cũng có bay bay offset, cũng có top, cũng có bay offset. Nhưng mà nó khác nhau ở đây, nó có một phần là offset và phần gì? Space. Offset này thì mọi người phải hiểu là offset sang trái sang phải đấy. Thanh đấy nó vẫn offset được mà. Mọi hiểu ý tôi không nhỉ? Thì ở đây nó khác nhau ở chữ space này này. Space ví dụ các bạn cho 100 này nè. Ok. Các bạn thấy là cái thanh này space này nó đi vào ấy. Đi ra và đi vào ấy, bạn hiểu ý tôi không nhỉ? Có nghĩa là đi theo phương dọc này. Còn offset này nó sẽ đi theo phương gì, phương ngang, nó lệch sang trái hay lệch sang phải ấy. Bạn hiểu ý tôi không nhỉ? Còn cao thấp thì mọi người điều chỉnh được rồi đúng không? Cao thấp thì nó giống y hệt này rồi. Mọi người hiểu ý tôi chưa? Rồi. Không. Ok. Còn cái trụ ở giữa. Ok. Insert này. Load này. Dùng cái này mà nó không có mạng nó cũng mệt phết. Nhá. Chọn này. Không có mạng không load được ấy. Có thư viện online mà mọi người vẫn đang dùng thư viện online được thoải mái mà. Chọn này. Thì có một cái nữa, nó là center, nó là ở giữa. Thì mọi người chọn đây
Square view. Ok. Ok. Thì mọi người chưa thấy ở giữa đúng không? Mọi người muốn nó click đúp đây, mọi người dùng split cắt nó ra. Nó sẽ có một cái thanh ở giữa nhỏ nhỏ này. Có nghĩa là thanh đấy là thanh gì? Đấy. Thì những cái chỗ này, thanh này ấy, nó sẽ được xử lý khi nào? Là khi mà nó đi vòng cua ấy. Anh hiểu ý tôi nhỉ? Đây này. Những cái đoạn này này. Đoạn gấp khúc này này. Những đoạn nối ấy. Là nó sẽ có cái thanh bổ trụ ấy. Mình hiểu ý tôi nhỉ? Đó. Đó. Thì tất cả các thanh này đều mình đều dựng được family nhé. Theo ý mình mong muốn nhé. Mình sẽ căn chỉnh ra ngoài. Mình hiểu ý tôi chưa? Rồi. Thì đấy, thì đây là một cái bảng edit là riêng cái hai cái edit này thôi. Được chưa? Còn cái color post thì mọi người sẽ chọn nên là zone hoặc level hoặc là xoay góc bao nhiêu thì tùy nha, mấy cái này, hai cái bảng này.